同学各位找个位，这是你的开学礼，往前看想象带着四方武士多美丽，先交过难忘学费，先不回来年失礼，明天总会是个新学期终身制。大概只得恋爱时没标准的教科书，必须靠人不断试，学全情达意，二人共处才够真挚。同学各位找个位，这是你的开学礼，若然你生活有时过得苦仍不作弊，荆棘里完成学位，收手却仍然高贵，学懂的会是你毕业时的优势。历遍单身不作弊，受苦也练成造诣，因此说人生在世，运程难预计，但能入世培养聪慧。同学各位找个位，这是你的开学礼，往前看想象带着四方武士多美丽，先交过难忘学费，先不会来年失礼，明天总会是个新学期终身制。Là Thúy Trinh, cô muốn xem bài viết của em. Không biết viết. Em không biết viết hay không muốn viết hả? Em mà cứ như vậy sẽ không còn ai thích em đâu. Không thích thì thôi. Bạn Trinh để lại tờ giấy rồi bỏ đi rồi. Hả? Cho dù không báo cảnh sát thì cũng phải có người đứng ra chịu trách nhiệm về chuyện này chứ. Người đuổi việc tôi không phải là hiệu trưởng, mà chính là bản thân tôi. Tôi sẽ gửi đơn nghỉ việc. Cô Thi à, thật tình em chỉ biết viết bao nhiêu đó thôi. Em có thể về được chưa? Về đi. Cảm ơn em. Tạm biệt cô Thi, thầy Lương. Từ Hậu Nguyệt. Em cũng giống như bạn Đình, không thân với bạn Trinh lắm. Nhưng em nói thật nha, trong lớp không ai thân với bạn đó hết. Lúc nãy cô đã hỏi hết rồi. Vậy thì em biết bạn Trinh hay đi với ai và đi đâu? Em chỉ biết bạn Trinh đã bỏ đi, còn đồ thì để lại. Thật ra em cũng muốn đi chơi với nó, nhưng mà tính nó lạ lắm. Ai tới gần hỏi gì nó cũng không trả lời, giống như là đang mộng du vậy đó cô. Em cũng khiếu nhìn người quá ha. Vậy gần đây em Trinh có gì khác thường không? Thật ra em cũng quan tâm tới nó lắm, nhưng gần đây tinh thần nó có vấn đề. Lúc thì úp mặt xuống bàn khóc, lúc thì cười tủm tỉm, y hệt như Trinh Tử Hoàng Hồn vậy. Nhưng em biết nó thích đi hát lắm đó. Đi hát? Cô Thi em có để đi được chưa? Vậy đi. Dạ. Nhưng mà có chuyện gì em có thể liên lạc với cô hay là thầy Lương cũng được nha. Thầy Lương? Em sợ bị thầy la lắm. Thôi em về nha cô. Bye bye. Sao hả, có tìm được không? Thật tình tôi không hiểu bọn trẻ bây giờ nghĩ sao nữa. Hoàn cảnh gia đình khấm khá, đòi di tính có di tính, dinh dưỡng đến mức phải giảm cân còn chưa thỏa mãn. Đi học cũng không chịu chép bài, hết trong tập viết toàn thứ không đâu nè. Cô coi đó, đây, nè. Yêu anh chỉ khổ cho em, anh không cô đơn thì chê em dại. Thật là khó hiểu quá. Còn tiếng Anh nữa nè. Believe me I can fly, I'm singing in the sky. Em ấy để lại từ giấy cũng viết mấy câu đó. Người nào yêu tôi coi chừng yêu lầm. À tôi biết rồi, đây toàn là lời hát của Dung Tổ Nhi. Tôi biết tìm em ấy ở đâu rồi. Phòng karaoke chủ đề Dung Tổ Nhi. Là Thúy Trinh. Trời ơi, em ở đây thật hả? Đừng uống nữa. Là Thúy Trinh, em có biết em bỏ ra ngoài sẽ khiến nhiều người lo cho em không? Ba má em lo lắng đi tìm em khắp nơi đó. Tìm em để làm gì? Thúy Trinh à, thầy biết hôm nay ở trường thầy nói năng hơi nặng lời, nhưng thầy chỉ muốn tốt cho em thôi. Em còn thái độ như vậy sẽ không còn ai thích em nữa đâu. Nè, ba má em sẽ rất là đau lòng đó. Đau lòng? Thầy biết thế nào là đau lòng sao? Đau lòng là bị người mình yêu làm tổn thương, bị người yêu đa đó mới gọi là đau lòng. Thầy có hiểu không? Thì Trinh ạ, thật ra các thầy cô đều rất quan tâm đến em. Có lẽ tụi em còn nhỏ vẫn chưa phân biệt được yêu và thích. Phải đó, thầy Lương rất thích em, nhưng mà dạng thích này chỉ là dạng anh em thôi à. Chúng ta chỉ có quan hệ là thầy trò, em đừng có hiểu lầm vậy nữa, không được đâu. Thầy tưởng là em yêu thầy sao? Thôi dẹp đi thầy Lương, thầy đã lớn tuổi lắm rồi. Là sao? Thầy cũng gần 40 tuổi rồi thầy. Đẹp trai phóng khoáng, thầy tự nói thầy có không?
chỉ biết la mắng tụi em, không biết dỗ dành. Có cái bụng nữa kìa. Cũng phải đó, tuổi của thầy Lương và em cách nhau xa, hơn nữa còn là thầy của em. Thầy cũng có thầy đẹp trai, người em yêu là thầy Dân. Thầy Dân. Thầy Dân. Đừng có vậy mà. Trời ơi. Bạn ơi đã. Trời ơi, sao uống chiều quá vậy? Bà Thiên Trinh, em uống hết lọ thuốc an thần hả? Thầy Dân à, một người đàn ông đã có vợ lại lăng nhăng đã không đúng rồi, mà thầy còn lăng nhăng với mối quan hệ thầy trò. Tôi muốn nghe thầy giải thích thế nào. Thật ra tôi và em Trinh không có gì hết. Hôm đó em Trinh nói tâm trạng không vui, muốn tìm người đi hát karaoke, nên tôi đã cùng em Trinh đi hát karaoke. Ai ngờ trong lúc đang hát, em Trinh đột nhiên hôn tôi một cái. Con gái bây giờ thật sự quá phóng khoáng. Tôi cảm thấy người phóng khoáng nhất là thầy đó. Bản thân thầy đã làm sai mà còn đổ hết mọi trách nhiệm cho học sinh nữa. Thật sự thầy không đủ tư cách làm thầy. Thứ nhất, bản thân thầy không dám can đảm gánh vác trách nhiệm. Thứ hai, tâm lý học sinh vẫn chưa chững chạc, còn thiếu khả năng phán đoán. Thầy lợi dụng sự ngưỡng mộ của học sinh đối với thầy mà gần gũi học sinh. Thứ ba, thầy làm mất tính chuyên nghiệp của giáo viên. Một giáo viên nam và một nữ học sinh ở hoàn cảnh chỉ có hai người thì phải hết sức cẩn thận. Thật sự thầy không có tư cách làm giáo viên. Vì danh tiếng của nhà trường, chuyện này tôi tính là âm thầm giải quyết. Cho nên tôi mong thầy có thể tự động nghỉ việc. Không được, chuyện này phải giải quyết công khai. Tôi phải cho tất cả mọi người biết có quan hệ thầy trò là bị đuổi. Thông báo này nhất định phải đưa ra. Chứ Trinh, xúc ruột xong sẽ không còn gì nữa. Cô thầy, thầy Dân đâu rồi? Em còn nhớ thầy Dân sao? Nhớ thầy Dân, em muốn la thì đúng hơn. Em ra nông nỗi này cũng không đến thăm em. Vì hạng người này phải sốt ruột thật không đáng. Lúc em bị sốt ruột còn rất đau và rất khó chịu. Vì muốn gặp thầy Dân em còn cãi nhau với ba má em nữa. Em biết thì tốt rồi. Ba má em vì em đã lo lắng về cửa khổ biết chừng nào. Phải đó, sau này đừng làm chuyện dại dột nữa. Em có biết ba má em rất lo cho em không? Hơn nữa chết cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Em biết rồi, từ nay em không dám nữa. Cũng may thầy cô tìm được em, nếu không em chết cũng thật không đáng. Cũng nhờ cô thi theo kịp thời đại, thuộc hết lời hát của Dung Tổ Nhi. Giáo viên bây giờ là phải theo kịp thời đại, nếu không mới sẽ không hòa đồng được với học sinh. Anh biết cô thi, qua bên Mỹ em sẽ ICQ với cô. Em sẽ qua Mỹ à? Em đã hứa với ba em sẽ qua Mỹ để học. Thầy cô, vậy thì tốt rồi. Em sẽ là niềm kiêu hãnh của thầy cô, niềm kiêu hãnh của tôi. I'm singing in the sky. Em không sao chứ? À cô Thi à, đừng phiền em Trinh nghỉ ngơi nữa. Thì cô đi nghe, gặp lại em sau. Em nghỉ ngơi nha, bye bye. Bye bye. Thầy Lương à. Em không muốn làm thầy bị tổn thương. Thật ra thầy không tệ lắm đâu. Tuy rằng thầy không đẹp trai, lại cổ lỗ sĩ, nhưng giả sử thầy tập cho đô một chút và giảm bớt cái bụng thì cũng có nhiều người thích thầy lắm. Thầy sẽ tìm được mà. Thầy nói cho em biết, tại thầy không thể cởi áo cho em coi. Thật ra thầy cũng đô lắm. Được rồi, đô lắm. Để em Trinh nghỉ ngơi đi. Được. Đi nha. Bye bye. Bye. Thử nghĩ coi có mắc cười hay không. Cứ tưởng là chuẩn bị thùng cạc tông cho anh Lương. Ai ngờ phải đưa cho anh Trân. Gây ra những chuyện đó cũng do mình tự chuốc lấy. Từ trước giờ tôi không hề cho học sinh cơ hội nào. Nếu được cho cái chắc rồi. Lúc hai mấy tuổi thì, tôi không phải anh Hồng không cho học sinh cơ hội. Vài năm nữa anh Hồng mới lãnh thẻ người già rồi. Bộ tưởng mình là Valentino sao? Nhưng là anh đó anh Lương, bản thân anh tự hiểu rõ. Bây giờ ông có thừa người khỏi phải lo. Không có thể đọc báo nghiên cứu mấy trận đua ngựa. Đã không còn ai để giảm nữa chứ gì. Hiệu trưởng. À, hiệu trưởng. Thầy đừng có vội vui mừng, thầy Lương. Trên đời này á, đuổi người rồi có thể mướn lại, giảm rồi cũng có thể giảm nữa. Nếu như thầy vẫn mang thái độ ấu trĩ khờ dại không đâu vào đâu mà dạy học, thì thầy sẽ là ứng cử viên của người kế tiếp bị đuổi việc. Nếu như không muốn bị tôi đoán trúng, thì hãy lập thành tích tôi coi đi. Làm gì đi. Dạ. Tờ báo này là của ai vậy? Tờ báo này của ai vậy? Tôi đã nói rồi, mấy cái tờ báo để lót ăn cơm đừng bỏ lung tung. Không có ai thừa nhận hiệu trưởng, tôi đem bỏ giùm nha. Để bỏ đi. Vậy sau này đừng có lấy báo đua ngựa mà lót dưới đất ăn cơm nữa nha. Các thầy các cô nghe nè, đây là trường học.
Từ nay tôi không muốn nhìn thấy những thứ có liên quan đến cờ bạc xuất hiện ở đây nữa. Mọi người rõ không? Dạ rõ. Thầy Lực. Dạ. Các thầy các cô đều nói hiểu rõ, sao thầy không lên tiếng? Dạ rõ. Thầy nói đó nghe. Làm việc, làm việc đi. Bác sĩ nói những người yếu sinh lý hay bị khô họng miệng đắng, cả con người có hiện tượng giống như là bị mất nước vậy đó. Ờ, phải, phải à. Bây giờ tôi ghi toa thuốc, anh uống vài thang sẽ khỏi liền. Ờ, cảm ơn. Ê, cậu Tài, cậu về rồi hả? Chú cậu đợi cậu lâu lắm rồi à. Chú Tiêu, sao đúng lúc vậy? Đang làm gì vậy? Chú viết toa thuốc. Ủa, cậu Tài, hai mắt cậu vàng hết, giống như bị hỏng gan yếu hơi vậy. Gì chứ? Chắc nó ăn thịt nhiều, ít ăn rau quả, mà còn thường ăn cái thứ chiên nướng nữa. Như vậy á, tính tình của nó sẽ dễ bị nóng nảy, lại thường hay bị nhức đầu nữa. Đó, chính nóng gan yếu hơi, đó, triệu chứng là vậy. Nói tới nó lui sao là nóng gan yếu hơi vậy? Hay, tức là bị táo bón đó. Lúc nào cũng muốn đi, nhưng lại đi không có được. Chú cậu giỏi ghê, biết cậu hay bị bón nên nấu thằng thuốc đến cho cậu uống để cậu hạ quả nhuận trường đó. Bên này thật sự là thứ bổ ích cho con. Chú đã hỏi thầy đồng ý rồi, nên mới đem đến đây cho con. Cảm ơn chú ha, con uống xong cả cái bình lại cho chú ha. Hỏi được rồi. Bye bye. Cậu Tài. Chuyện gì nữa? Phải. Nhà bị ai dưới lầu khiếu nại máy lạnh của cậu bị chảy nước, có cần tôi gọi người đến sửa giùm cậu không? Được đó. Nè, nhờ người sửa mà khỏi trả tiền sao? Trời ơi, được rồi, mấy thứ này tôi đành nè, chú thay cô lên nhà coi đi. Cậu có người chú giỏi ghê. Chú còn giỏi hơn. Trong bếp có hai ổ cắm bị hỏng phải thay thế. Nè, chú đổi loại công tắc độc lập cho con nha, bắt công con rút tới rút lui phiền phức. Ha. Dạ được. Phải. Dưới tủ bếp có ổ kiến đó con. Trời ơi, chỗ nào cũng có hết, không có gì lạ đâu. Có lẽ là mối đó. Mà con đừng có lo. Được rồi, để chú giải quyết giùm con nha. Máy lạnh bị chảy nước là chuyện đơn giản thôi, đổi cái ống khác là hết chảy liền à. Nhưng mà chú nói thật nha, máy lạnh này cũng tới lúc phải làm vệ sinh rồi đó. Vệ sinh máy lạnh nó phiền phức lắm, nhờ thợ để làm đi. Khỏi, bây giờ có loại thuốc phun mà. Được rồi, để chú giải quyết luôn cho. Thật hả? Phun là được hả? Vậy làm phiền chú ha, chú Tiêu. Cái gạt thùng nước ở trong toilet đó, lúc hư lúc xài được không biết bị sao nữa. Để chú coi luôn. Cảm ơn chú Tiêu. Để coi thang thuốc của chú có thật là bổ ích hay không ha. Phần. Ấy. Phần tán sự chú ý. Nè Tài ơi. Dây xích ở trong thùng nước sắp bị đứt rồi đó. Nhưng mà không sao đâu, chú sẽ thay luôn giùm con. Cảm ơn. Chà, chú Tư, thuốc này sao đắng dữ. Cái thuốc đắng thì giả tật mà. Chà, cái đó trời đã hay quá, xúc mạnh quá. Trời ơi, anh mua anh ta thiệt không uống chút nào. Ghê anh. Dạ. Có Zidane ra sân không vậy? Zidane có ra sân không vậy? Đương nhiên là Zidane có ra sân đó. Zidane dễ nhận ra quá trời. Trời ơi, anh ta đâu có phải là cầu thủ bóng đá tầm thường đâu con. Anh ta là một nhà nghệ thuật đó. Bóng vào chân anh ta phải nói là xuất quỷ nhập thần đó. Nếu không sao làm sơ bóng đá thế giới được. Con nghĩ anh ta còn hay hơn Figo. Đó, tôi còn nhớ trận đấu mà. Trận đấu với Valencia chứ gì. Phải rồi, trời rồi. Ơi, banh còn chưa xuống đất nha. Anh ta không thèm nhìn. Quay người một cái ha. Trời ơi, coi đá banh cũng sợ đó. Mà, coi đá banh không có bia sao coi được con. Dạ, trong tủ lạnh có rất nhiều bia. Vào lấy. Còn món ngon này nữa. Trời ơi, tôi coi đây là gì. Cái này gì đây? Khoai tây chiên chú thích ăn nữa. Đã quá ha. Ê trời, sao trọng tài này kỳ cục vậy? Đổi trọng tài đi. Ta đâu có đốn dò cũng thổn thiệt. Không có, dĩ nhiên đâu có. Cái banh đó đổi hướng, người ta đón banh được trước mà. Phải rồi, rõ ràng đón được banh trước. Xuống. Cái gì? Ôi trời, hay, trọng tài rồi. Giỏi quá. Hay quá. Kỳ cục, sắp hết giờ. Đá vô lê mà đá lên trời về nhà ngủ cho sướng. Đá có nổi gì chứ. Ê, cũng phải ha, giờ đã khuya lắm rồi. Hả? Cũng sắp hết rồi, có xong về luôn. Thôi đừng đi, sáng mai còn phải đến trường nữa. Dạ. Thôi được rồi, con còn tiễn chú tới Điền Mình. Dạ. Vậy con không tiễn nha. Mấy thứ đó chú sẽ lo giùm con nha. Bye bye. Bye bye. Chút vô rồi, yeah. Alo, tìm ai vậy? Tài à? Chú Tiêu.
phải. Nè, con ăn nhiều khoai tây chiên, nhớ phải uống nhiều nước nha. Và trước khi đi ngủ á, uống hết được chén thuốc đó, biết chưa? Dạ, con biết rồi. Vậy đi, bye bye. Bye bye. Chị Âu Dương, thành tích của Âu Dương Sơn thật sự rất kém, rất nhiều môn không đủ điểm. Cháu của tôi rất là thông minh, có điều là trong lúc thi thì nó đột nhiên bị bệnh, không có làm bài được thôi. Nhưng hạnh kiểm của em Sơn cũng rất kém đó. Thật ra là thầy cô của cháu không hợp với cháu thôi. Tánh của cháu tôi hơi cứng cỏi một chút, cho nên giữa họ mới có sự hiểu lầm. Cháu của tôi rất là hiền lành nè, cháu phụ bán cờ nè, đưa những người già qua đường nè, rồi hồi học tiểu học đứng hạng nhất, lãnh rất nhiều phần thưởng. Tiểu học và trung học không giống nhau. Cháu của chị luôn gây rối trong trường, mà còn đang trong thời gian quản thúc nữa. Cháu đã sửa đổi rồi. Tôi rất hiểu tâm trạng phụ huynh của các chị. Nhưng nhà trường chúng tôi cũng mong các vị phụ huynh hiểu cho. Trường tư thục chúng tôi đòi hỏi ở học sinh phải có thước đo làm tiêu chuẩn. Nhà trường thì có thước đo, nhưng mà không chỉ là một cây, mà còn có rất nhiều cây. À, và vị này là hiệu trưởng của chúng tôi. À, hiệu trưởng của đứa cháu tôi. Nghe hết mọi chuyện. Yên tâm đi, chúng tôi mở trường học, bản thân là người trong ngành giáo dục, đối với việc dạy học luôn có lý tưởng và sự thành ý. Các em nhỏ tuy đã phạm sai lầm, nhưng mà chúng tôi tuyệt đối sẽ không kỳ thị em nào hết. Thứ đo khác nhau là để đo những người khác nhau, đó gọi là giáo dục muôn người. Cứ giao em ấy cho chúng tôi đi. Cảm ơn hiệu trưởng. Đừng có sao. Nhưng mà... Đừng có nhưng mà nữa. Học vị có hạn, phụ huynh mau đến phòng giám thị tìm cô Thẩm đóng đủ học phí, lấy hóa đơn đi mua sách và mai đồng phục nhanh chóng đến lớp. À, cảm ơn, cảm ơn. Đi thôi, đi. Dạ không tiễn nha. Chỉ vì 2000 mấy mà thầy nhận một học sinh có hạnh kiểm kém, thành tích lại rất tệ như vậy sao? Mà còn đang trong thời hạn bị quản thúc nữa. Thầy có biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến nhà trường của chúng ta, mà còn ảnh hưởng đến các học sinh khác hay không? Thứ nhất, dạy học sinh là phải nhờ nhà trường. Thứ hai, nhà trường tốt là phải có kinh phí. Thứ ba, tinh thần dạy học trong đoạn thứ 9 chương thứ 6 mà cô cho tôi mượn không phải là giáo dục muôn người hay sao? Phó hiệu trưởng Giang, cô có kinh nghiệm 30 năm dạy học, xuất bản sách cũng còn được, chỉ là một em Âu Dương Sơn mà cô dạy không nổi sao? Đâu có giỏi bằng cách tính toán của thầy. Tôi cũng biết mọi người rất bận rộn, nhưng mà kế hoạch giáo viên nhỏ đối với học sinh mà nói thật sự có giúp đỡ rất lớn. Không phải chứ, thành tích của em nào cũng xem nhau, em giỏi nhất chỉ có 50 điểm thôi. Thì phải rồi, thành tích bản thân các em đã không giỏi, sao mà làm giáo viên nhỏ? Vậy, ngoài môn học chính ra, còn có sở trường nào khác không? Chẳng hạn như là vi tính nè, âm nhạc nè, hội họa hoặc là bơi lội. Nổ có tính không? Cả lớp giỏi nhất là chỉ có điều đó, cả lớp chẳng ra cái gì. Cho dù là đất cằn, cũng có thể mọc ra những đóa hoa đẹp, tùy thuộc sự đào tạo của chúng ta. Dù sao hiệu trưởng cũng đã duyệt rồi, chúng ta phải có gì để ăn nói chứ, hả? Xin lỗi. Alo, đang họp chưa về được. Sao? Bánh trung thu Kỳ Tâm mua trên 10 hộp được giảm 40-50% hả? Mua rồi. Đồng nghiệp sẽ hùng nhau mua. À, vậy đi nha ba. Ủa, rẻ quá. Sao hả? Chị Linh là 2 hộp bánh dẻo hạt sen, 2 trứng nha. Trời hà cô Sang à, cô có biết một cái bánh hạt sen bằng 4 chén cơm tức là 960 calo. Chà, vậy phải chạy 5 tiếng mới bù lại được á. Trời ơi, phiền phức quá. Thôi đừng lý luận nhiều quá, chỉ còn câu mua hay là không mua. Phải đó, phải rồi. Không mua. 2 hộp. Chị ông có, tôi đã mua rồi. Ờ, 2 hộp. Ờ, 2 hộp hả? Cho dù tôi có mua thêm 2 hộp cũng không đủ. Phải. Trời ơi. Nếu vậy thì tôi chỉ mua 4 hộp thôi. 4 hộp? Trời ơi, anh mua 4 hộp nhiều vậy sao? Vậy phải chạy 80 tiếng hay làm gì nhờ lương chia bớt đi. Mấy chuyện này tôi khỏi lo, cô tôi sẽ lo hết giùm tôi. Cô Thi Thi, cô ăn bao nhiêu cũng không thấy mập. Chúng ta hộp tiếp đi có được không? Trời, hơn 8 giờ rồi tôi bị đau bao tử không có nhịn đói được. Trời, 8 giờ rồi sao? Xin lỗi nha các vị, để tôi lấy thực đơn đem tận lên lên đoạn nha. Không phải chứ. Bản thân cổ không về là chuyện của cổ, cả chúng ta cũng không về được. Tôi còn chưa nấu cơm, thế nào cũng bị chồng la. Anh Lương, anh nói với cổ đi. Hai người đều phải rồi. Rồi. Sao tôi thuyết phục được, tôi cũng là nạn nhân mà. Nếu không tôi đâu có ngồi đây với mọi người. Cả bánh trung thu cũng không đặt. Nè, cô Thi, có phải là cô Nhi không vậy? Hả? Mọi người có từng nghe cô nhắc đến người nhà của cổ hay không? Không có nghe. Trời, Lượng sao nói năng vậy? Con người cô Thi rất nhiệt tình với nghề dạy học. Ai cũng biết cổ chỉ đến sớm chứ không đến muộn đâu. Hay là vậy đi anh Đức, anh hy sinh mình bảo vệ mọi người cứu cổ đi, cổ sẽ không còn cô đơn, mọi người có thể thở phào ra. Khoan đã, nhìn chung trong các giáo viên anh với cổ là thân nhất, còn thường nháy mắt với nhau nữa. Đừng có vu oan cho tôi không hề làm mấy chuyện đó đâu.
nếu tôi cưới cổ tức là tan học cũng phải đi chung rồi, chả còn khổ hơn bị hành hình. Đúng rồi. Anh Lượng hay là anh chịu đi. Ý được đó. Không được, lúc nãy bốn hộp bánh đó tôi mua để biếu ba vợ tương lai, tôi không thể quen con khác được. Ý thầy Đức đi, thầy Đức là hợp nhất đó. Tôi được sao? Được nè, người phụ nữ cô đơn ốm yếu gầy gò đã 30 tuổi như cô Thi á là cần một vòng tay khỏe mạnh để bảo vệ. Vòng ngực 42 thế nào cũng quyến rũ được cổ đó. Trời ơi đừng có xấu quá, nhưng mà trai chưa vợ gái chưa có chồng thì đó cũng là một chuyện tốt. Anh Đức là anh rồi. Thôi xuống bán đi. Không phải chứ, hiếm khi thấy anh ăn mặc lịch sự như vậy đó anh Đức. Trừ khi ngũ dục đức này không làm thì làm là phải thành công. Thì ra là vậy. Cảm ơn. Không cái gì. Cô Thi hả? Cô làm vậy có cần tôi phụ không hả? Trời ơi anh Đức, hiếm khi thấy anh ăn mặc lịch sự như vậy nha. Lịch sự cô thích hả? Vậy sau này tôi sẽ thường xuyên mặc. Phải cô Thi, cô tìm gì vậy, có cần tôi phụ không? Cái dưới của tôi đã rớt ở dưới mấy photo này không có lấy. Không sao, để tôi giúp cô ha. Ý. Ngại quá đã làm cho anh xúc mất áo rồi. Không sao đâu, tôi hay đi cử tạ, đây là tư thế chính xác nhất khi cử tạ, xúc đúc không sao, cơ thịt không bị thương đâu. Cô Thi cô lượm dùm cái viết. Tôi lượm được rồi. Anh mau đặt xuống đi. Được. Khoan đó. Chà, thầy Đức thầy giỏi ghê, thầy dở máy photo lớn vậy mà không thấy mệt hả? Mệt, đâu có mệt, tôi đi cử tạ quen rồi. Nhìn cũng biết. Cô Hảo lúc nãy cô nói chỗ nào có đồ phải không? Mấy thứ ở trong phòng chứa đồ đều phải khiêng hết. Nhờ người tới khiêng tốn nhiêu tiền? Hỏi rồi, rẻ nhất là 580 đồng á. Một lần 580 đồng, 10 lần 5.800, lần 58 ngàn. Cô Thẩm ơi, sau này có khiêng đồ nhờ thầy Đức là được rồi. Thầy Đức nói là coi như cử tạ. Thầy Đức, thầy giúp nhà trường tiết kiệm được rất nhiều. Tôi thay mặt nhà trường cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy Đức. Cẩn thận, được rồi. Phải rồi, nhờ tay. Thầy Đức, đi khiêng đi, sắp tới giờ lên lớp rồi đó. Đi bên đây nè. Cảm ơn thầy nha. Thầy Đức. Nhà trường mời được thầy giáo về thật tiết kiệm không ít ha. Nè anh bạn, làm ơn thầy giúp anh là giùm đi. Ơi, không thể cũng đừng dùng giúp anh người ta chứ. Đúng lúc quá cô Dương. Âu Dương Sơn, em qua đây. Đây là học sinh mới của lớp 9A. Cô Dương, lát nữa cô đưa em ấy vào lớp nha. Chín, chị thấy chín. Ê, cô đấy kìa. Cô chào các em. Chúc em chào. Đây là bạn học mới của chúng ta. Tạm thời em ngồi chỗ đó đi. Chà, đẹp trai quá. Chà, cao như vậy ngồi phía sau. Không phải bạn khác. Em cao như vậy ngồi phía sau cũng đúng, vậy không che tầm nhìn của các bạn. Em hãy giới thiệu về mình đi. Sao hả? Đã từng tuổi này rồi còn mắc cỡ à? Tôi tên là Âu Dương Sơn. Chỉ vậy thôi à? Nói thêm vài điều đi để các bạn có thể hiểu biết em nhiều hơn. Không hiểu tại sao thấy cô lại mắc quá phải đi toilet. Trời nóng lắm, nóng. Từ. Được rồi, từ nha. Rồi, mì trứng jambon nha. Mì trứng jambon có. Cho con phần xương quýt. Chú Võ, cho con trứng jambon luôn. Trời ơi, con thông cảm hết mì trứng jambon rồi. Nè, trời ơi, tôi đói bụng quá. Tôi trả thêm 5 đồng mua mì của bạn. Vậy bạn có lời rồi ha. Điên quá. Xin lỗi nghe. Hết được ăn luôn rồi. Vậy cả hai đều không được ăn. Đứng lại đó. Mày muốn giở trò hả? Đi. Điên quá đi. Mặc kệ. Nè, tụi bay thông đồng nhau phải không? Bị bệnh Parkinson đi bác sĩ đi. Đổ mì kiểu này tao trợt té luôn á. Thì đó. Ý, thằng này có vẻ cừ á nghe. Nó muốn đánh nhau á. Gì vậy? Mọi người im lặng đi.
có giỏi đánh tay đôi với tao đi. Đánh đi em không có chảy máu, sức thuốc đỏ làm gì? Thôi về đi, hai em không được nói gì đó. Theo thầy đến phòng giám hiệu đi. Còn đánh. Tôi đã hỏi hết tất cả các học sinh rồi. Thông qua sự phân tích của tôi cho rằng điểm khởi sự có lẽ là ngón tay của bà Húc Minh. Lúc đó em Minh đã chỉ vào mũi của Âu Dương Sơn. Đương nhiên là Âu Dương Sơn phải tức giận. Người bên cạnh lại đứng hùa cho có khí thế, thêm áp lực của quần chúng nên đã làm tinh thần hai em kích động. Vì vậy Âu Dương Sơn đã đấm một cái. Đúng vậy. Đồng thời bà Húc Minh cũng đánh trả một cái. Nói tổng quát là Âu Dương Sơn ra tay trước. Tuy là Âu Dương Sơn ra tay trước, nhưng đó cũng là sự hiểu lầm mà thôi. Theo tôi nghĩ thì cả hai em đều có lỗi. Và người có lỗi lớn nhất chính là thầy. Từ đầu tôi đã nói với thầy là không được nhận Âu Dương Sơn rồi. Thầy thấy đó, phẩm chất đã không tốt mà còn giấu ma túy, còn có lệnh quản thúc nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học thì đã đánh nhau với người ta, làm ảnh hưởng học sinh trường chúng ta rất nhiều. Theo tôi nghĩ thì cách tốt nhất là đuổi. Học sinh của chúng ta không phải đều là học sinh giỏi đâu. Nè, tuy rằng tôi là hiệu trưởng nhưng mà tôi rất dân chủ. Thầy Lương à, thầy là chủ nhiệm của Âu Dương Sơn, theo thầy thì nên xử lý em ấy làm sao? Nếu đuổi ra khỏi trường, có phải cả hai em đều bị đuổi không? Chỉ đuổi em này không đuổi em kia có phải là không công bằng không? Khai trừ học tịch thì có vẻ nghiêm trọng quá. Chỉ có đánh nhau thôi, ghi lỗi phạt chép là được rồi, có phải vậy không? Tôi tán thành cách giải quyết của thầy Lương. Bây giờ cả hai chủ nhiệm của Âu Dương Sơn cũng nói vậy, thì tôi tôn trọng ý kiến của chủ nhiệm. Ghi lỗi vào sổ của em Âu Dương Sơn là được rồi, đúng không? Cho má, không dám. Mời má giờ. Tôi tới hỏi cô, tại sao cô lại ác độc vậy? Ngày đầu tiên thằng Sơn đi học á, thì ghi lỗi vào sổ của nó. Cô đã biết là không có trường nào chịu nhận nó. Có phải nó không học hành được cô mới hài lòng không? Hành vi của cháu Sơn thật sự có vấn đề, má phải dạy dỗ nó nghiêm khắc hơn. Tôi không biết vậy. Biết vậy thì làm sao để cho con mình bỏ vợ bỏ con? Tình cảm giữa họ đã nảy sinh vấn đề từ lâu rồi. Người có vấn đề là cô. Cô ở với con tôi không bao lâu thì nó bị bệnh chết. Đồ hai người. Cô có phải là hồ ly tinh đầu thai không? Hại người hại dân. Hai bà cháu tôi đã khổ lắm rồi, cô còn không chịu buông tay nữa. Má à, tôi không có phước làm má của cô. Ba cái thứ bánh trái cây này từ nay cô đừng có cho người đem tới nữa. Tôi không có cần đâu. Chỉ biết là màu là mè thôi. Người ta thì cả nhà sum họp, còn gia đình tôi đã bị cô làm tan nát hết rồi. Cái đồ hai người. Cảnh cáo cô đừng có hại cháu tôi nữa nha. Tôi sẽ đem chuyện ác ôn của cô nói hết cái thằng con quá cố của tôi biết. Không có tha thứ cho cô đâu. Chuẩn bị hết rồi, đưa chìa khóa nhà đi. Chú Tiêu à, mấy cái chuyện đó không gấp ha, không nhất thiết phải hôm nay làm. Hay vậy đi, đợi hết giờ học qua chú theo con về nhà rồi hẳn làm. Đợi hết giờ học, làm sao làm cho kịp. Hôm nay là Tết Trung Thu, cháu còn phải làm vi cá. Làm vi cá, tối nay ăn vi cá hả? Còn có gà xì dầu nữa. Gà xì dầu. Hồi còn nhỏ, nội nước gà, con cũng chan cơm ăn tới hai chén. Dĩ nhiên là nhớ rồi, hai tô lợn cho trà, đứa có món gà xì dầu phải nói là ngon tới. Ngon chứ gì, chìa khóa. Đây. Nè, chú Tiêu, sao chìa khóa này lần trước chú làm đưa chú. Đây. À khoan, chú nói lịch làm việc hôm nay cho con nghe coi. Về nhà, ngâm vi cá trước nè, sau đó vô toilet sửa cái phao nước rồi sửa máy lạnh cho con. Nè, chú chỉ sửa cái phao trong toilet và máy lạnh là được rồi. Còn đầu đĩa và vi tính chú đừng đụng vào, mắc lắm. Bộ hai thứ đó cũng có trục trặc hả? Không. Tóm lại chú nghe con, đừng có đụng vào là được rồi. Được rồi, chú hứa không đụng vào.
Nè, nè, về nhà nhớ ăn gà xì dầu nha. Hả? Chú nhớ đừng có đụng vào nha chú Tiêu. Sao má Di Tính không thể đụng vào? Còn đầu đĩa này có vấn đề gì? Lúc đầu chúng ta nhờ Quảng Sương đến sửa ổ cắm thì họ tính là 2.800. Chúng ta muốn tiết kiệm một chút, nhờ Trung Ký thì họ tính là 2.000. Bây giờ dây chì bị cháy hết, chúng ta nhờ Quảng Sương đến sửa lại. Họ nói là phải đi lại hết toàn bộ dây điện, cho nên là phải tính 8.200. Lúc đầu 2.800, bây giờ là 8.200. Gì kỳ vậy? Phòng nào cũng đều phải sửa lại hết. Phòng Di Tính, phòng thí nghiệm. À chưa hết, trong hôm nay phải quyết định sửa hay không. Phòng thí nghiệm tạm ngưng sử dụng có được hay không? Dạ không được, thầy Chu đang cần dùng. Còn phòng Di Tính không sử dụng có được hay không? Thầy Tần nói các học sinh cần phải sử dụng. Thì phải rồi, cái gì cũng không được. Cô còn hỏi tôi vậy có sửa không để làm gì? Tức là 8.200 cũng sửa. Sửa đi, sửa mau đi. Nếu không ngày mai lại lên giá nữa bây giờ. Ok. Đi. Vì tiết kiệm mấy trăm đồng, bây giờ té ra mấy ngàn đồng. Phải sửa sắc đẹp cũng đâu có mắc dữ vậy. Chết, chú Tiêu đang ở nhà mình sửa máy. Nghe điện thoại đi. Sao còn chưa chịu nghe điện thoại? Không phải có chuyện gì chứ? Chú Tiêu, Tài nè, chú đang sửa gì vậy? Thùng nước trong toilet đã sửa xong rồi. Cái ống máy lạnh đã thay rồi, vệ sinh máy lạnh luôn rồi. Vì cá ngâm rồi, bây giờ đang làm gà xì dầu. Không sao. Nè, nè, không bao giờ đón Tết Trung Thu nha. Vậy đi, bye bye. Không vậy còn đỡ. Nếu không bữa cơm này khẩm. Ôi, mau làm hết công việc đi. Còn về nhà ăn cơm nữa chứ. Sao? Xì dầu. Đi. Gà xì dầu không có xì dầu sao làm? Tôi là chú của chủ nhà này. Hiệu trưởng là cháu của anh hả? Phải đó, nó là cháu ruột của tôi. Tôi thấy Tết Trung Thu nên tới nấu bữa cơm cả nhà cùng ăn. Tôi là cô của thầy Tăng Chính Lương, đồng nghiệp của hiệu trưởng Giả, cháu của anh đó. Thầy Lương hả? Thầy Lương có nói là nhà ở gần đây, thì ra chỉ ở kế bên, trùng hợp quá. Thì ra anh quen cháu của tôi hả? Phải, Chính Lương nó siêng năng dữ lắm, lại biết nghĩ cho người khác. Bây giờ hiếm có thầy như vậy lắm. Phải, cậu Lương thật sự rất tốt. Xin lỗi nha, phải đi mua xì dầu. Nè, thôi khỏi, xì dầu ở nhà chúng tôi có mà. Tôi lấy cho anh. Thôi khỏi đi, làm gà xì dầu là phải dùng thứ nguyên chất. Cái thứ tôi dùng là hiệu thiên tử. Vậy thì đúng rồi, chúng tôi cũng vậy. Không phải hiệu thiên tử, chúng tôi không có xài đâu. Trùng hợp quá, vào đây, vào đây. Trùng hợp chứ sao? Ngồi đi. Phải đó, ngồi đi. Trời ơi, ngại quá là phiền anh chị. Đừng khách sáo. Tôi vô lấy xì dầu cho anh nha. Phải, mời anh ngồi. Được. Chú của hiệu trưởng, phải không? Đừng gọi tôi vậy, gọi tôi là Tiêu được rồi. Thật ra trước đó chúng tôi và cháu của anh có sự hiểu lầm. Tôi biết, cậu Lương và thằng Tài cháu của tôi đã có sự hiểu lầm. Tôi cũng đang nghĩ cách để hai đứa nó hòa giải. Dù sao cũng là bà con hàng xóm mà. Dạ phải, mà còn làm cùng một trường nữa. Phải nói lúc nào cũng gặp mặt, mà cứ tránh mặt nhau hoài cũng đâu có tốt. Nhưng mà khi không cũng khó mở lời lắm. Trước tư này còn nguyên đó. Cảm ơn anh, cảm ơn. Chị đang hầm bầu ngư hả? Mũi của anh Tiêu thính ghê đó nha. Nồi bầu ngư này á, vợ tôi đã hầm 3 ngày 3 đêm rồi. Không phải tôi nói quá nha, ăn rồi nhất định sẽ khen ngon đó. Cũng như anh nói, đón Tết Trung Thu mà, nên làm vài món ngon cho bọn trẻ nó ăn. Cũng phải đó. Chị có bầu ngư. Anh có gà xì dầu. Tôi còn nồi di cá nữa. Nếu vậy thì... Sao? Con về rồi đây. Chú Tiêu, đi đâu rồi vậy ta? Nó không có gì hết. Sao nói ăn di cá, gà xì dầu, cộng lông gà cũng không có, ăn không khí. Alo. Tại đó hả? Có về nhà chưa? Dĩ nhiên là về rồi chú. Chú đi đâu vậy? Sao nói là đón Tết? Nấu xong hết, ăn được rồi. Ăn cái gì? Ăn bụi hả? Cái gì cũng không có. Đâu có nhất thiết phải ăn ở nhà đâu con. Con bước ra cửa đi. Qua đây. Mời ngồi. Con đừng khách sáo nha. Ngồi. Hay đó, ngồi. Tôi rót ly trà cho cậu ha. Pha của Long Tỉnh đi, tôi mới mua đó. Ý được đó.
Chú qua đây làm gì? Chú thân với họ lắm hả? Chú tính là đón Tết chung thôi. Cái gì? Không phải chúng ta ăn gì cá sao? Tại sao phải đón Tết chung với họ? Còn hít sâu vào coi, người ta đang hầm bào ngư đó, chú coi rồi là bào ngư khô đó. Hey, trời ơi, chú đừng có làm mất mặt quá, chú tiêu bộ kiếp trước chưa từng ăn sao? Thật tình kiếp trước chú đâu có biết. Hiệu trưởng quán trà. Để xuống đi. Có cần đổi đôi dép không? Cứ gọi đây là nhà của mình được rồi. Đổi dép? Chú cũng mắc cười luôn. Cũng được, chú qua lấy giùm tôi luôn đi. Hả? Có phải hiệu trưởng còn giận lần trước chúng tôi đã sơ ý làm trầy món đồ cổ của hiệu trưởng hay không vậy? Nếu phải thì tôi lấy trà thay rượu tạ tội với hiệu trưởng nè. Ê, bà khờ quá, người ta là hiệu trưởng, ngày lo trăm việc. Hiệu trưởng rất rộng lượng, bà tưởng nhỏ mọn như bà với tôi sao? Cũng phải, con là hiệu trưởng mà, đâu có nhỏ mọn vậy phải không? Con người của tôi đảng trí lắm, chuyện qua rồi thì bỏ đi. Vậy thì tốt quá. Không có gì nữa, sẽ là bạn với nhau thôi. Ê, còn là bạn thân nữa đó. Từ sáng đến tối đều gặp mặt, không phải chầm chầm hoài nữa. Phải đó. Ăn cơm được chưa? Ăn cơm xong tôi còn nhiều việc phải làm. Ngồi chơi một lát đi, đợi cháu tôi về có thể dọn cơm. Đã biết lễ lộc mà cũng còn về trễ. Nhưng mà tánh của nó rất là siêng nha. Cấp trên về rồi, nó vẫn chưa có chịu về nữa. Thì phải rồi, cả chú cũng nói tôi là cấp trên của ảnh. Sao còn bắt tôi đợi? Đợi ai vậy? Về rồi kìa. Hiệu trưởng, sao hiệu trưởng lại ở đây vậy? Tôi cũng muốn biết tại sao tôi lại ở đây. Nè, mau phụ dọn cơm đi. Phải đó, mau vô phụ đi. Lộc đông sẽ vui hơn mà. Nè, phụ tôi. Coi đồ dưới cá được chưa? Không sao. Có hai cái đùi gà mà, mỗi người cái đi. Thím là chủ nhà, thì thím ăn trước đi. Chú là chú của hiệu trưởng, chú ăn trước đi. Nhìn bào ngư này thấy rất là ngon, y hệt như của Nhất Ca. Viên cá mà chú Tiêu nấu cũng ngang ngang với Đông Ký. Cháu của tôi biết lo cho gia đình, nó giỏi lắm á. Cháu của tôi cũng rất giỏi, đó là vua tính toán đó. Lúc nhỏ đã giỏi toán học rồi. Hồi còn học trung học, thằng Lương cũng đoạt giải nhất của cuộc thi toán học đó. Vậy sao? Vậy hai đứa cùng môn rồi ha, chắc đầu óc rất lanh lợi á. Không giống đâu chú Tiêu, kế toán là phải có bằng cấp chứ. Tại tôi không đi thi thôi, muốn thi thì rất dễ dàng. Vậy hả? Vậy đi thi tôi coi. Ăn cơm xong rồi mình làm gì ha? Đi ngắm trăng đi, lâu rồi tôi không có đi ngắm trăng. Được. Lát nữa tôi đi mua trái cây rồi bánh trung thu nữa ha. Ngoài đường rất là đông người, bộ chưa từng chen lấn. Vậy mình chơi bạc trược đi. Được. Đánh bạc trược phải có đầu óc lanh lợi. Như nói tới đầu óc, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thua ai à. Không đánh 8 vòng tôi không có chơi. Không đánh đúng kiểu tôi cũng không chơi. 3 tụ được chung tiền dễ bị người ta hại. Vậy đúng quá à. Mất công bị người khác liên lụy. Tôi không thích màu mè. Được thôi, 3 vòng là ngưng đi. Mất công bị người ta giành cái này cái nọ. Nè, chơi đi. Bà qua đây chọn chỗ đi. Anh là khách, tôi cho anh lắc xí ngầu chọn chỗ. Được thôi, hai chú cháu đánh với hai cô cháu. Sao phải sợ anh? Cô à, cô đánh đi. Chú Tiêu, chú cũng đừng sợ. Thắng thì của chú, thua của con. Vậy còn tôi? Ông phục vụ đi. Đây là trận chiến đối đầu của quan hệ bà con mà. Nè, bà uống trà đi. Mau lên đi chú Tiêu. Cảm ơn. Chưa nhìn rõ, tam giác. Không có gì, thất vọng. Nhìn phản ứng nó chắc chắn là mó được nhất đồng tuyệt chương. Phải thì sao, đừng có ngó qua ngó lại nữa. Chặn đường tôi tháng sau đi. Có giỏi đừng có đánh, 3 vòng là ngưng trừ khi anh bỏ cuộc. Tôi có bỏ cũng không cho anh ăn đâu, ghét. Chú Tiêu, tam sắc nè. Ý, hay quá, toàn màu, giờ mới đủ cặp đây nè. Con thấy bài chú nhỏ có tứ phiên cho nên mới cho chú ăn đó chú Tiêu. Con mó được nhất đồng cũng không đánh nữa nè. Mắt con bị người ta trận bài ăn sập sám chiếu. Còn có người giữ bài sập sám chiếu sao? Không phải chứ, vậy cũng không nhìn thấy. Có người mới bắt đầu thì đánh hết đồng sách dạng rồi. Tưởng không ai biết mình muốn ăn sập sám chiếu. Còn nhất đồng này, tôi để ngâm giấm cũng không có đánh ra đâu anh ngốc. Ai muốn ăn sập sám chiếu? Có phải cậu không? Thôi, đánh giá khá đi.
Còn ngó cái gì nữa, đánh ra đi. Muốn tôi thua sập ra, đừng có mơ. Sợ lắm, bỏ cuộc đi. Ngủ sách. Chà, nhiều con sách quá. Cẩn thận nha. Ê, cẩn thận. Bác Phong. Phát tài. Các cậu đánh phát tài. Cô à, bắt đồng nè. Ăn rồi bà. Bài rất nhỏ, chỉ tâm phiên thôi. Nè 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 nè, cậu Lương à, cậu toàn màu sao? Người ta đánh bài cửu chương nè. Bỏ hết rồi. Con nhất đồng này sao có thể đánh ra được? Cô cũng đâu có cần nhất đồng. Đó, cô cũng đánh hai con rồi. Cô không cần, nhưng có người cần. Ở đây có con nhất sách và cửu sách nè. Cả hai tủ không bắt con sách. Trong tay con cũng không có nhất định. Có người có nhiều nhất sách, cửu sách đó. Muốn ăn hết còn lâu. Con nhất đồng này con dám, tôi cũng không có đánh. Nè nè, cô đang chờ nhất đồng sao? Đâu? Đâu coi, đâu coi, đâu coi. Trời ơi, coi gì. Thôi thôi, chung tiền đi. Tam phiên phải không? Phải đó, phải đó. Nhị sách. Hả? Ăn đổi. Sáu phiên toàn màu đó. Ý, tư hỷ. Sao lần nào cũng là tôi vậy? Hồng Chung. Ý, đại tam nguyên. Cảm ơn nhiều ha. Tối nay thật là ngại quá, vừa ăn vừa lấy, lần sau nhớ báo với chúng tôi sớm để đem rổ đựng chứ. Tôi và trong tấm nha. À, được được được, cả nhà ngủ ngon nha. Ngủ ngon. Trời ơi, nhìn con kìa, con cũng thua 800+ sao vui vẻ dữ vậy? Anh ta thua nhiều hơn con, còn chú ăn nhiều hơn cô ảnh hai, chú cháu thắng hai, cô cháu không vui sao được chứ. Đừng nghĩ vui tính toán này, không có tài diễn. Chú thắng thì cũng tức là con thắng rồi. Thì tất nhiên rồi. Thôi, chú về nha. À, chú Tư, tối nay con rất là vui, muốn ra ngoài ngắm trăng, sẵn đưa chú về khách sạn luôn. Hồi nhỏ con đã đem hên cho chú rồi. À, cô còn nhớ cái lần mà dẫn con đi thảy xương gươm á, cũng đều trúng hết. Chúng ta là cặp bài trùng mà. À, bây giờ nghĩ lại, thật tình là muốn đi thảy quá. Con nghĩ có chỗ cũng còn có trò đó. Khi nào tìm được là con dẫn chú đi chơi. Ờ được. Nè, con cho chú xuống đằng trước được rồi, bác công con phải chạy vào. Dạ được. Nè, con nhớ nha, trong tủ lạnh có hộp bánh, còn hầm nóng lại, ăn cũng rất ngon. Dạ được rồi,